Tại thành phố Long Khánh, đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Khánh vừa đến thăm và tặng quà cho cụ bà Trịnh Thị Khơn, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1905, hiện cư ngụ tổ 8 ấp 2 xã Bình Lộc, là người cao niên nhất tỉnh Đồng Nai với 119 tuổi. Tại đây, đồng chí Đặng Minh Nguyệt đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống và sinh hoạt của gia đình. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã trực tiếp trao tặng quà, động viên và chúc cụ luôn giữ gìn sức khỏe bên gia đình và con cháu. Cụ Khơn trước đây sống ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Đến cuối năm 2014, cụ quyết định vào Đồng Nai sống cùng người con gái thứ hai là bà Đỗ Thị Ninh, năm nay đã 81 tuổi. Cũng theo bà Ninh, cha bà là liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Mẹ bà phải chăm sóc 7 người con. Tất cả 4 con trai, 3 con gái trong nhà hiện đều khỏe mạnh. Người anh cả sinh năm 1933, còn em út ra đời khi mẹ bà đã gần 50 tuổi. Hàng ngày thì mình ăn bình thường, thì một ngày là coi những ba cử, ăn cháo, rồi là coi như ăn bánh, xong cái giờ ngủ dậy là cho ăn thêm các thứ bánh, rồi uống nước yến, bà vui vẻ. Hôm nào mà con cháu về đông á, thì bà vui lắm, bà ngồi bà nói chuyện cả ngày vậy đó. Rồi ai hỏi tới đâu thì bà cũng trả lời tới đó. Bà thì dễ lắm. Giờ giấc ngủ của bà thì đêm ngủ rất ngon. Hiện cụ Khơn có hơn 150 con cháu chắc chút chít, phần đông sinh sống tại xã Bình Lộc nên có nhiều dịp gặp nhau, dù cụ Khơn không nhớ được hết tên con cháu. Dù lớn tuổi nhưng cụ Khơn vẫn còn rất minh mẫn, thường xuyên trò chuyện cùng con cháu. Thậm chí cụ vẫn còn nhớ và kể lại câu chuyện xa xưa đi buôn bán ở quê. Sáng ra là phải đi rồi, có bữa 6-7 giờ vừa đi vừa về 40 cây. Rau mệt, hai thứ thôi, đậu phụ của anh đây nè, ba thứ. Cái đậu phụ nó là bán chợ. Còn cái dầu cái mà thì đem mua luôn cho cửa hàng, cho cái người đã làm hàng, ta làm cho ra mấy khẩu. Một ngày là một phiên chợ, bữa thứ hai người đi, có bữa ba người đi, mỗi người gánh. Nhưng một ngày mình đi không nổi rồi. Thành phố Long Khánh hiện còn 10 cụ tròn 100 tuổi, 35 cụ trên 100 tuổi, sức khỏe tốt, đang được gia đình và các cấp chính quyền quan tâm chăm lo, nuôi dưỡng. Trong đó, cụ Khơn là người cao niên nhất.